Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà 3 tầng ô tô đỗ cửa giá hơn 1 tỷ 6 với sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, nhà xây mới hoàn toàn, đường ngõ trước nhà thực tế nó khoảng được gần 3 mét và ô tô thì đỗ ngay cạnh nhà hoặc là ô tô vào tới tận cửa thưa quý vị. Hướng nhà là hướng đông nam, thiết kế 3 tầng xây mới. Và với cái căn nhà này thì gần gì ạ? Vị trí của nó gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần với lại trục đường quốc lộ 6, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Hà Đông. Nhà giá rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Như căn này quý vị có thể trả trước 500, 600 triệu tiền mặt. Còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Căn nhà này thì ưu điểm là mặt tiền của nó dài, rộng. Cho nên là với cái phần mặt tiền toàn bộ ở ngoài là chủ nhà ốp toàn bộ đá cho quý vị nhé. Và với căn nhà này thì cách với một nhà là ra tới trục đường ngõ thông ô tô đi qua. Còn với căn nhà này thì ô tô vào được tới tận cửa nha mọi người. Nó cũng không phải là căn cuối cùng. Tuy nhiên thì nếu như mà để nó mặt trước nhà thì không phải là ngõ thông. Hướng nhà là hướng đông nam. Quý vị nào mà đang tìm nhà hướng đông nam giá rẻ thì đừng bỏ lỡ em nhà này nhé. Mọi người theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà. Với phần tầng 1 cửa chính, chủ nhà thiết kế cho quý vị là lớp cửa cuốn điện một lớp. Phần tầng 1 chủ nhà thiết kế công năng cho quý vị sử dụng một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Thiết kế đặt sẵn cho quý vị một bộ sofa đã có sẵn rồi để quý vị có thể tưởng tượng ra. Phần hoàn thiện ngôi nhà thì đã được thiết kế hoàn thiện xong hết. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Một ngôi nhà giá rẻ, cả nhà và đất, sổ đỏ chuẩn chỉnh giá hơn 1 tỷ 6 thì quý vị còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay trực tiếp với Nhà Tốt để đi xem nhà cũng như là chốt được cho mình một ngôi nhà, một tổ ấm về ở trước Tết. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần phòng bếp hoàn thiện đầy đủ chỉn chu, tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, phụ kiện bếp thiết kế cho quý vị xong xuôi. Xung quanh bếp ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, chậu rửa vòi rửa lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước lắp đặt xong hết rồi. Đây là phần không gian phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, phù hợp với một hộ gia đình. Mà nếu như quý vị không trả thẳng, quý vị chỉ có một khoản nho nhỏ để trả góp thì căn nhà này cũng rất xứng đáng để cho quý vị lựa chọn, bởi vì nó nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Nếu như để mà nói ở Hà Nội bây giờ thì cũng không có lấy đâu mà bảo là thừa đất, mà bảo ở một nơi heo hút rừng núi đâu, đúng không quý vị? Chỉ là cái với cái tầm tiền này thì nó sẽ xa với trung tâm. Tính từ vị trí ngôi nhà này, Ngọc Anh sẽ chia sẻ luôn cách với trung tâm Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội nhé. Nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 22 cây. Còn nếu như quý vị đi làm ở đây mà lên ngã tư Sở thì nó rơi khoảng tầm 13 cây, 13 đến 14 cây. Và vậy cho nên Ngọc Anh mới chia sẻ là nó sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ. Thực ra khi mà em đã chia sẻ thì nó rất là cụ thể và nó gần gũi với lại cái cung đường đi làm rồi. Nó không như một số mà các bạn mà chia sẻ với quý vị rằng là nó cách nhà khoảng tầm 3-4 cây. Thực ra nó không đúng. Khi mà em đã chia sẻ là em đã áng chừng cái quãng đường đi nó gần như là tới 90% rồi mọi người ạ. Còn nếu như để đo thực tế thì cũng có thể nó sẽ nhỉnh hơn một vài km. Còn đâu thì quay về với nhà. Tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đây. Đầy đủ bồn cầu, lavabo. Rồi trong phòng vệ sinh thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, máy bơm nước để sử dụng cho ngôi nhà. Với căn nhà 3 tầng, công năng sử dụng hợp lý, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, cầu thang để ở đây. Tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, đường ngõ thực tế trước nhà rộng rãi, thoáng, hướng nhà đông nam, mùa đông ấm, mùa hè mát. Và ở đây thì cũng có hướng nhà tây bắc nữa cho quý vị lựa chọn. Cho nên quý vị nào mà đang cân đối tìm nhà đúng hướng như thế, đúng tầm tiền thì đừng bỏ lỡ để liên hệ ngay với lại Nhà Tốt nhé. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và thưa quý vị, ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ, cầu thang đặt ở góc và phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, hướng ra phần mặt ngõ, cửa sổ thông thoáng. Ở đây là còn có cả ban công ấy mọi người ạ. Và đây là phần phòng ngủ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Phòng ngủ này thì được chủ nhà là lát gạch, kích thước gạch 50-50, hệ thống trần thạch cao, đèn LED, chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó. Và một phòng ngủ phía bên cạnh nữa. Đây. Phòng nào cũng rộng, cũng thoáng, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng.
Đây quý vị có thể nhìn thực tế hướng nhà đông nam thì buổi sáng nó chỉ nắng một chút thôi, còn buổi chiều thì rất là mát mọi người ạ. Cửa thông phòng đây. Ba, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ hai bên. Đây là phần phòng vệ sinh rất là rộng, đầy đủ bồn cầu, sten cây, lavabo. Rồi trong phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp gạch 30-60, màu ghi rất là sạch sẽ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên tầng tiếp theo, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với công năng sử dụng của một ngôi nhà 3 tầng vẫn thiết kế cho quý vị được 3 phòng ngủ. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà, đây, một phòng riêng quý vị có thể thiết kế để máy giặt. Và chủ nhà bán nhà theo hiện trạng. Sau này nếu như quý vị thích lắp thêm bồn cầu thì quý vị có thể lắp. Còn hiện tại thì chỉ bàn giao nhà như thế này thôi. Một phòng riêng nữa. Thì thực ra là với thiết kế 3 phòng riêng, phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và phần còn lại là sân phơi. Đây. Sân phơi rộng, thoáng. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh tiện ích đầy đủ. Chợ dân sinh, trường mầm non cấp 1, cấp 2. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trường đại học sư phạm thể dục thể thao thì nó rơi phạm vi bán kính khoảng tầm 700 mét mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này, cũng như muốn tham khảo những ngôi nhà giá rẻ hơn nữa thì bên Ngọc Anh cũng có thấp nhất là 1 tỷ 250 triệu, 3 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh quý vị nhé. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.